PV205. Tôi đang đứng ở vị trí bể bơi của căn biệt thự. Đây. Đây sẽ là lối lên của bể bơi ra phòng khách. Và đây sẽ là một phòng tầng hầm của chúng ta. Tầng hầm này chủ đầu tư sẽ làm một lối đi xuống từ vị trí này ra tầng hầm. Đây. Để tổng quan một chút ạ.